Thầy xin chào tất cả các em, chào mừng tất cả các em đến với tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, ở bài văn bản trước, thầy và các em chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về văn bản, các đặc điểm về văn bản và kiến thức khái quát về các loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ. Thì cho hôm nay thầy và các em chúng ta cùng nhau ứng dụng những cái kiến thức đó vào bài tập thực hành văn bản tiếp theo ngày hôm nay. Các em chúng ta cùng nhau mở sách giáo khoa ra trang 37. Chúng ta cùng nhau đi vào bài tập 1, phần luyện tập. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới. Giữa cơ thể với môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau. Môi trường có ảnh hưởng tới mọi đặc tính của cơ thể. Chỉ cần so sánh những lá mọc trong các môi trường khác nhau là thấy rõ điều đó. Để thực hiện những nhiệm vụ thứ yếu hoặc do ảnh hưởng của môi trường, lá mọc trong không khí có thể biến thành tua cuốn như ở cây đậu Hà Lan, hay tua móc có gai bám vào trụ leo như ở cây mây. Ở những miền khô ráo, lá có thể biến thành gai và giảm bớt sự thoát hơi nước như ở cây xương rồng, hay dày lên những chứa nhiều nước như ở cây lá bỏng. Theo tiến trình thực hành nhà xuất bản giáo dục Hà Nội năm 1997. Vậy ở bài tập này người ta yêu cầu chúng ta thứ nhất là phân tích tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn. Và các em chú ý, người ta có gợi ý là chú ý tới ý khái quát nêu ở câu 1. Được chưa các em? Có nghĩa là câu chủ đề đó. Câu B, phân tích sự phát triển của chủ đề trong đoạn văn. Người ta có gợi ý là từ ý khái quát đến ý cụ thể qua các cấp độ. Rồi, cuối cùng là đặt nhan đề cho đoạn văn. Chúng ta đi trả lời từng câu hỏi một nha các em. Vậy để hiểu được cái bài tập trên, chúng ta phải nhớ lại cái kiến thức chúng ta học ở tiết trước. Đó là các đặc điểm của văn bản. Được chưa các em? Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn và có những đặc điểm cơ bản sau. Đặc điểm thứ nhất là mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn. Đặc điểm 2 là trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc. Đặc điểm 3, mỗi văn bản có các dấu hiệu biểu hiện tính hoàn chỉnh về nội dung, thường mở đầu bằng một nhan đề và kết thúc bằng hình thức thích hợp với từng loại văn bản. Và đặc điểm cuối cùng là văn bản nhằm thực hiện một hoặc là một số mục đích giao tiếp nhất định. Để cho các em phải nhắc lại cho các em những kiến thức ở bài trước để chúng ta hiểu về văn bản và chúng ta áp dụng là làm bài tập. Chúng ta đi vào phần câu hỏi nhất, tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Em hãy xác định câu chủ đề của đoạn văn trên. Thường thường các em, câu chủ đề gì đây, nó nằm ở gì đây, nó nằm ở đầu đoạn hoặc là ở cuối đoạn. Và ở đây các em thấy này, câu chủ đề nó nằm ở đâu đấy các em? Nó là ở đầu, đầu đoạn là câu 1. Được chưa các em? Giữa cơ thể với môi trường có ảnh hưởng quay lại với nhau. Được chưa? Và các em hãy nêu những cái gì đây, những ý nghĩa của các câu còn lại trong đoạn văn. Được chưa các em? Câu 1 thì chúng ta biết rồi ha, đó là gì đây? Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng với nhau, ảnh hưởng quay lại với nhau. Còn câu 2 thì đây, nói lên gì đấy, cái vai trò của môi trường đối với cơ thể. Chúng ta học đọc chúng ta sẽ biết này. Môi trường có ảnh hưởng tới mọi đặc tính của cơ thể thì đó chính là vai trò. Còn câu 3 là gì đây? Lập luận so sánh. Được rồi các em. Đấy, các em đọc chúng ta sẽ biết này. Chỉ cần so sánh những lá mọc trong các môi trường khác nhau là thấy rõ điều đó. Còn câu 4 và câu 5 là đưa ra những cái gì đây? Cây đậu Hà Lan, cây lá bỏng. Được cho các em. Là gì đây? Đưa ra những dẫn chứng thực tế về cây lá mọc trong các môi trường khác nhau. Được chưa các em? Rồi, các câu đó, được chưa? Các câu, ngoài câu chủ đề ra, các câu còn lại gì đây? Tập trung làm rõ ý của câu chủ đề. Ngoài ra, tính thống nhất về chủ đề của văn bản là còn các câu liên kết với nhau về ý và cùng tập trung thể hiện chủ đề của đoạn văn. Được chưa các em? Có nghĩa là các câu còn lại liên kết với nhau này làm rõ cái gì đấy, cái câu chủ đề. Được chưa các em? Tiếp theo,
sự phát triển của chủ đề trong văn bản là câu B đó các em, là câu hỏi B ấy, được chưa? Rồi, dựa vào các sự phân tích vừa rồi, em hãy nhận xét về mối quan hệ giữa các câu trong việc phát triển chủ đề của đoạn văn. Các em thấy câu chủ đề gì đây? Nêu ý khái quát là ý chung của tất cả của cả đoạn, được chưa các em? Rồi các câu còn lại triển khai cụ thể ý nghĩa cho câu chủ đề. Rồi tiếp theo câu hỏi C, câu hỏi thứ ba đấy, đặt nhan đề cho đoạn văn, được chưa các em? Vậy chúng ta đặt cái tiêu đề hoặc là nhan đề cho đoạn văn thì chúng ta phải sao đây? Dựa vào câu chủ đề, được chưa các em? Ở đây chúng ta có thể gì đây? Đặt là gì đây? Nhan đề là mối quan hệ giữa môi trường, giữa cơ thể và môi trường, hoặc là mối quan hệ giữa môi trường và cơ thể cũng được, được chưa các em? Đó là tất cả các câu hỏi chúng ta vừa đi trả lời, tất cả các câu hỏi ở bài tập số 1. Thầy và các em chúng ta cùng nhau đi qua bài số 2. Tạo liên kết văn bản. Người ta nói mình là sắp xếp các câu sau thành một văn bản hoàn chỉnh, mạch lạc, sau đó đặt một nhan đề phù hợp cho văn bản. Câu số 1. Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Câu số 2. Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hòa bình tươi sáng của đất nước, và kết thúc bằng lời ca ngợi công ơn của Bác Hồ, của Đảng đối với dân tộc. Câu 3. Như sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tô Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc. Câu 4. Việt Bắc là một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Số 5. Phần đầu bài thơ thể hiện một giai đoạn gian khổ, vẻ vang của cách mạng và chiến kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay đã trở thành những kỷ niệm sâu nặng trong lòng người đọc, được chưa? Rồi, đây, đây, em thấy các cái câu, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Điều kiện chúng ta gì đây? Yêu cầu của họ là gì đây? Sắp xếp thành một gì đây, những câu sau thành một gì đây, một văn bản hoàn chỉnh, được chưa các em? Có nghĩa là chúng ta gì đây, đi ghép lại các cái câu này là một văn bản, được chưa các em? Bây giờ chúng ta ghép làm sao cho nó phù hợp. Rồi, ý chung của tất cả các câu nói về điều gì? Tất cả các câu đều nói về bài thơ Việt Bắc, đúng không các em? Chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Rồi, ý nghĩa cụ thể của mỗi câu như sau. Câu 1, nêu lên một sự kiện lịch sử lớn. Thầy nói, thầy đi cho các em biết ý nghĩa của cụ thể của từng câu để chúng ta ráp câu cho nó dễ, cho chính xác này. Đấy, câu 1 là nêu lên một sự kiện lịch sử lớn. Câu 2 là nội dung của phần sau bài thơ Việt Bắc. Câu 3 là sự ra đời của bài thơ có liên quan đến sự kiện lịch sử nêu ở câu 1. Câu 4 là đánh giá chung về tập thơ. Câu 5 là nội dung của phần đầu bài thơ. Được chưa các em? Bây giờ chúng ta nhìn vào những cái ý nghĩa cụ thể của mỗi câu chúng ta sắp xếp. Được chưa các em? Và cái câu này chúng ta sắp xếp như sau. Được chưa? Chúng ta có thể sắp xếp theo các câu sau theo thứ tự. Thứ nhất là câu 1, câu 3, câu 5, câu 2, câu 4. Hoặc là câu 1, câu 3, câu 4, câu 5 và câu 2. Được chưa các em? Đây, sau khi chúng ta đã sắp xếp các câu, chúng ta có một cái văn bản về bài thơ Việt Bắc như sau. Đây là giới thiệu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc. Phần đầu bài thơ thể hiện một giai đoạn gian khổ vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay đã trở thành những kỷ niệm sâu nặng trong lòng người. Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hòa bình tươi sáng của đất nước, và kết thúc bằng lời ngợi ca công ơn của Bác Hồ, của Đảng đối với dân tộc. Việt Bắc là một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Được chưa các em? Vậy thì ở đây chúng ta đọc nhan đề phù hợp cho văn bản là gì đấy các em? Đó là nhan đề bài thơ Việt Bắc, được chưa? Bài thơ Việt Bắc này các em sẽ gặp ở lớp gì đây? Lớp 12, được chưa các em? Một trong những bài ra thi, được chưa? Ở lớp trung học phổ thông quốc gia, được chưa các em? Thầy và các em chúng ta cùng nhau đi vào bài tập 3, được chưa các em?
Ta viết một đơn xin phép nghỉ học. Yêu cầu như sau. Đơn xin phép nghỉ học là một văn bản hành chính. Anh chị hãy xác định rõ những vấn đề sau đây. Thứ nhất là đơn gửi cho ai, để viết đơn là cương vị nào. Rồi mục đích viết đơn là gì? Nội dung cơ bản của đơn là gì? Ở đấy có người ta có hướng dẫn cho chúng ta này, gợi ý này, xưng họ tên, nêu lý do xin nghỉ, thời gian nghỉ, lời hứa thực hiện đầy đủ các công việc học tập khi phải nghỉ học, vân vân. Kết cấu đơn như thế nào? Người ta có gợi ý này, về quốc hiệu, về tiêu ngữ, ngày tháng năm, họ tên và địa chỉ người nhận, nội dung đơn ký tên, vân vân. Và cuối cùng thì đây, hãy viết một lá đơn đáp ứng các yêu cầu trên của văn bản hành chính. Vậy thì ở cái phần này thì chúng ta đơn xin phép nghỉ học thì chúng ta trong từ trước giờ chúng ta học chúng ta đã làm rất là nhiều lần rồi đúng không em? Đó rất là quen thuộc với chúng ta rồi, được chưa? Và bây giờ thầy chúng ta đi trả lời từ câu hỏi 1 ha. Hãy cho biết trong thực tế có mấy loại đơn thường gặp, cách viết các loại đơn đó như thế nào? Có hai loại các em ha. Thứ nhất là đơn có mẫu in sẵn, đơn xin nghỉ việc, đơn xin nhập hộ khẩu, đơn xin kết hôn vân vân. Người viết chỉ cần điền thông tin cần thiết vào chỗ trống. Đơn tự viết gồm đơn xin nghỉ học này, đơn xin chuyển trường này, đơn xin gia nhập đoàn này. Khi viết loại đơn này, người viết phải tuân thủ những quy ước của văn bản hành chính của chúng em. Để chúng ta đi vào câu hỏi này. Thứ nhất, đơn gửi cho ai, người viết đơn ở cương vị nào? Rất dễ đúng không các em? Đơn này chúng ta gửi cho ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy cô giáo chủ nhiệm. Rồi, người viết ở cương vị gì đây? Cương vị là học sinh của chúng em. Và tiếp theo, mục đích viết đơn là gì? Mục đích viết đơn là gì? Để xin phép nghỉ nghỉ học của chúng em. Rồi, nội dung cơ bản của đơn là gì? Là gì đây? Nêu rõ họ tên, lý do xin nghỉ học, thời gian nghỉ học, lời hứa thực hiện đầy đủ các việc học tập như chép bài, làm bài cho các em. Rồi ta hỏi tiếp kết cấu của đơn như thế nào. Kết cấu của đơn xin nghỉ học đầu tiên đó chính là quốc hiệu và tiêu ngữ được cho các em đó. Rồi đến tên đơn, rồi đến địa điểm người viết đơn, họ tên và địa chỉ người nhận, họ tên địa chỉ nơi công tác người viết đơn, lý do viết đơn, nội dung đơn, điểm yêu cầu đề nghị nguyện vọng gì đó của chúng ta, rồi lời hứa và lời cảm ơn, rồi chúng ta ký tên xác nhận của địa phương hoặc là gì đây, xác nhận của phụ huynh để cho các em. Rồi tiếp theo ở đây là thầy có một cái gì đây, người ta nói mình là viết một lá đơn đáp ứng các yêu cầu trên của văn bản hành chính, rồi chúng ta phải có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn vân vân. Và chúng ta là phải có một cái mẫu đơn xin nghỉ học, em xem nào. Đây, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Đắk Lắk ngày 1 tháng 12 năm 2006. Đây là quốc hiệu và tiêu ngữ được chưa các em? Rồi tên đơn là đơn xin phép nghỉ học được chưa các em? Địa điểm ngày viết đơn này, đấy em thấy không, nó có rồi này. Rồi họ tên và địa chỉ người nhận, đó là chính ủy ban giám hiệu trường trung học phổ thông dân lập Nguyễn Chí Thành được chưa các em? Rồi thầy giáo chủ nhiệm lớp 10A1 đấy. Họ và tên địa chỉ nơi công tác của người viết đơn. Đấy, là em là Nguyễn Văn Nam, hiện là học sinh lớp 10A1 của trường. Được chưa? Rồi, lý do viết đơn. Xin phép ban giám hiệu và các thầy cô cho em nghỉ một buổi học. Ngày thứ hai, ghi rõ ngày ra. Được chưa? Lý do gì? Để lấy ví dụ như là lý do bị ốm, hoặc là lý do gia đình có đám đình gì đấy, vân vân. Được chưa em? Rồi, ở cuối cùng là gì đây? Em hứa, xin hứa sẽ chấp bài và làm bài đầy đủ, được chưa? Xin chân thành cảm ơn, hãy ký tên của người viết này, viết đơn này, của phụ huynh, xác nhận của phụ huynh, được chưa các em? Đấy là toàn bộ nội dung của bài số 3. Tiếp theo chúng ta đi qua bài 4. Bài số 4 người ta nói mình sao đây các em? Viết một số câu khác tiếp theo câu dưới đây, được chưa? Để tạo một văn bản có nội dung thống nhất, sau đó đặt một nhan đề cho văn bản. Đây, cái câu này, môi trường sống của loài người hiện nay đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng. Được chưa các em? Rồi, chúng ta đi viết tiếp cái câu này. Được chưa các em? Đây, thì có một cái mẫu đây. Môi trường sống của loài người đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng. Rừng đầu nguồn đang bị chặt phá,
khai thác bừa bãi là nguyên nhân gây ra lũ quét và hạn hán kéo dài. Các sông suối ngày càng khô hạn, bên cạnh khô cạn, bên cạnh đó nạn rác thải và các chất thải từ các khu công nghiệp làm cho các nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Ngoài ra, việc sử dụng các loại phân bón hóa học, các loại thuốc trừ sâu, trừ cỏ một cách bừa bãi, không theo quy hoạch và hướng dẫn, không chỉ gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn làm tuyệt chủng nhiều loài động vật có ích vì sự sống chính của chính con người. Hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của môi trường. Để cho các em, đây là những câu viết theo này, nó sao các em, nó giải thích cho và nó đi làm rõ ý cho câu chủ đề là câu đầu tiên, làm rõ ý cho câu môi trường sống của loài người này đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng. Đấy, nó đi này, cụ thể là chặt phá rừng này, để cho các em rồi rác thải này, được chưa? Rồi sử dụng các loại phân bón này, đấy, để cho các em nó cho thấy được cái gì, những cái nạn chặt phá rừng này, rồi rác thải này, phân bón chất hóa học, thuốc trừ sâu vân vân, đó gì đây, gây ô nhiễm gì đây, ô nhiễm và hủy hoại môi trường sống của chúng ta, được chưa? Các em biết làm sao cho nó gì đây? Chúng ta cứ viết câu sau nó giải thích cho câu trước, cho câu chủ đề, đấy là được. Cái này nó rất là cơ bản, rất là dễ. Vậy là chúng ta đi hoàn thành xong tất cả các gì ở đây, tất cả các bài tập rồi, đúng không em? Tất cả các bài tập ở phần văn bản này thì cho các em rồi, và về nhà chúng ta xem lại, muốn làm tốt cái phần này chúng ta xem lại cái gì đây, những cái lý thuyết, kiến thức lý thuyết của bài văn bản trước chúng ta học ấy, đặc biệt về đặc điểm đó các em, và chúng ta sẽ nắm rõ được các phần bài tập này với các em. Bây giờ thầy xin dừng bài học ở đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thân ái chào các em. Hẹn các em ở buổi học tiếp theo.